khuyến mại lớn, khuyến mại cực lớn nhằm tri ân khách hàng đã luôn ủng hộ và yêu mến trong suốt thời gian qua. Quầy thuốc Bảo An tại địa chỉ cổng chợ Chùa Hăng, Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình triển khai chương trình siêu khuyến mại hấp dẫn, tri ân khách hàng muôn vàn quà tặng, ai đến cũng được quà. Chương trình thăm khám bệnh tư vấn miễn phí cho bà con trong một ngày duy nhất, thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022, như đo huyết áp, nhịp tim, thủy tiểu đường, đo canxi, tư vấn dinh dưỡng, khám miễn phí. Trong ngày tri ân khách hàng đến tham quan quầy thuốc cũng được tặng quà miễn phí, và đặc biệt khi khách hàng mua hàng với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên sẽ được quay số may mắn, có cơ hội nhận được các phần quà có giá trị như một bộ nồi cơm điện, một ấm đun siêu tốc, một bộ nồi lẩu và rất nhiều phần quà hấp dẫn khác đang chờ đón quý khách. Đến với hệ thống nhà thuốc Quầy thuốc Bảo Anh, Bảo An, quý khách luôn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn nhất từ Quầy thuốc. Quầy thuốc Bảo An kết hợp cùng chuỗi hệ thống nhà thuốc G Pharmacy Cộng, công ty cổ phần dược phẩm An Hưng, mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất, tự hào là đơn vị uy tín trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Hệ thống nhà thuốc chuyên kinh doanh thuốc tân dược, thuốc nội ngoại nhập, thuốc kê đơn, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, sữa y tế, chuyên khoa, sữa bỉm, mỹ phẩm nội ngoại nhập, an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Quầy thuốc Bảo An đạt chuẩn GDP nên tất cả các sản phẩm đều đạt chuẩn GDP, có nguồn gốc rõ ràng, kiểm định và lưu hành của Bộ Y tế Việt Nam, giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường, nên quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và dịch vụ của chúng tôi. Mong muốn mang lại sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, hệ thống nhà thuốc Quầy thuốc Bảo An với phương châm tư vấn điều trị chăm sóc người bệnh bằng cả trái tim, Bảo Anh Bảo An cam kết sẽ nỗ lực hết mình nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, chất lượng đúng với khách hàng mong đợi. Địa chỉ: cổng chợ Chùa Hang, Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình. Xin trân trọng kính mời và hân hạnh được phục vụ quý khách. Khuyến mại lớn, khuyến mại cực lớn nhằm tri ân khách hàng đã luôn ủng hộ và yêu mến trong suốt thời gian qua. Quầy thuốc Bảo An tại địa chỉ cổng chợ Chùa Hăng, Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình triển khai chương trình siêu khuyến mại hấp dẫn, tri ân khách hàng muôn vàn quà tặng, ai đến cũng được quà. Chương trình thăm khám bệnh tư vấn miễn phí cho bà con trong một ngày duy nhất, thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022, như đo huyết áp, nhịp tim, thủy tiểu đường, đo canxi, tư vấn dinh dưỡng, khám miễn phí. Trong ngày tri ân khách hàng đến tham quan quầy thuốc cũng được tặng quà miễn phí, và đặc biệt khi khách hàng mua hàng với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên sẽ được quay số may mắn, có cơ hội nhận được các phần quà có giá trị như một bộ nồi cơm điện, một ấm đun siêu tốc, một bộ nồi lẩu và rất nhiều phần quà hấp dẫn khác đang chờ đón quý khách. Đến với hệ thống nhà thuốc Quầy thuốc Bảo Anh, Bảo An, quý khách luôn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn nhất từ Quầy thuốc. Quầy thuốc Bảo An kết hợp cùng chuỗi hệ thống nhà thuốc G Pharmacy Cộng, công ty cổ phần dược phẩm An Hưng, mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất, tự hào là đơn vị uy tín trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Hệ thống nhà thuốc chuyên kinh doanh thuốc tân dược, thuốc nội ngoại nhập, thuốc kê đơn, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, sữa y tế, chuyên khoa, sữa bỉm, mỹ phẩm nội ngoại nhập, an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Quầy thuốc Bảo An đạt chuẩn GDP nên tất cả các sản phẩm đều đạt chuẩn GDP, có nguồn gốc rõ ràng, kiểm định và lưu hành của Bộ Y tế Việt Nam, giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường, nên quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và dịch vụ của chúng tôi. Mong muốn mang lại sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, hệ thống nhà thuốc Quầy thuốc Bảo An với phương châm tư vấn điều trị chăm sóc người bệnh bằng cả trái tim, Bảo Anh Bảo An cam kết sẽ nỗ lực hết mình nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, chất lượng đúng với khách hàng mong đợi. Địa chỉ: cổng chợ Chùa Hang, Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình. Xin trân trọng kính mời và hân hạnh được phục vụ quý khách.